cả nhà. Mình nói chuyện tao. Mình bảo cho làm nhỏ, vậy mới ngon. Nghe thấy không? Thật không? Vỏ rất là mỏng. Trang xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Ly Về Cuộc Sống Pháp nha. Trang đang chuẩn bị pha bột để làm bánh bao này cả nhà. Thì hôm trước cách đây 2-3 ngày Trang có làm bánh bao, nhưng mà Trang làm bằng bột, cũng là một loại bột này luôn nè cả nhà. Hôm nay thì nhà Trang là mua cái loại này mà 2 kg, y chang vậy luôn mà cái cùng cái nhãn hiệu luôn. Mà Trang làm bánh bao nha, hoặc là Trang làm bánh bông lan hôm ngày là Trang thấy là cái bột nó bị ướt, nó không có nổi lên, như là nó không có xốp. Mà nên là hôm qua Trang chạy đi mua cái loại bột này nè. Về thì Trang làm bánh su á, thì Trang thấy là nó xốp, nó rất là ngon. Cũng một loại bột luôn cả nhà, mà cái 1 kg và cái 2 kg thì nó khác nhau. Cái này là 1 kg nè, còn cái kia là 2 kg nè. Nó Trang làm cái này thì nó xốp, thấy nó ngon, nên là hôm nay Trang sẽ làm bánh bao. Tại hôm trước mới 2 ngày nay là Trang cũng làm bánh bao nữa, mà cái bột của Trang nó không có xốp như là mọi khi, nên là Trang tức quá Trang chạy ra Trang mua 1 kg, cái loại 1 kg đó nha. Còn cái loại 2 kg thì nó không biết cái bột bị cái gì á. Hôm nay Trang làm bánh Trang thấy nó cũng không có xốp luôn, bánh bông lan rồi này kia, nên là hôm nay Trang làm bánh bao cả nhà. Trang làm bánh bao mặn rồi ngọt luôn, nên là Trang sẽ làm hết cái bột này luôn. Bột này là hôm qua Trang đã sử dụng hết 100 mấy, gần 200 này. Hôm nay Trang sẽ để hết cái này và Trang bỏ thêm bột gạo nữa cho nó được 1 kg nữa cả nhà. Xong rồi đây là từ đó giờ Trang ngâm cái này là cái men nở rồi cả nhà, cái men để làm bánh mì đó. Trang ngâm với lại đường trắng với lại nước hơi ấm ấm là nó phì lên vậy. Thôi nên Trang sẽ đổ vào đây và ủ bột. Cái vỏ nó phải ngọt nên là Trang sẽ bỏ đường vào luôn. Bỏ đường trắng nha, đường trắng cho nó trắng cái bột này. Bỏ đường vàng vào là cái bánh bao mình nó vàng khè luôn. 1 kg mà Trang chỉ còn có 100 mấy gram đường, nên là Trang sẽ để cái đường này nè. Cái đường này là cái đường nó xay nhuyễn ra như bột luôn á cả nhà. 1 kg chắc Trang để khoảng 200 gram đường nha các bạn. Cái này nó phải ngọt ngọt mới ngon. Cái này 1 tí muối luôn. Cả nhà xem nè. Để thêm tí xíu nữa là cái này nó tràn ra luôn á. Trong này do nó có muối nên là Trang sẽ trộn hết cho nó đều rồi, rồi Trang mới bỏ cái men vào. Hết cái này vào. Xong rồi không đủ thì mình đổ nước vào mà thêm thôi. Này nó đã có men rồi. Trang nghĩ là không đủ đâu, Trang sẽ đổ nước thêm nữa. Anh cả nhà, Trang đã nhồi bột. Bây giờ Trang sẽ đem đi ủ. Đây là 1 kg lô bột thôi cả nhà. Trang sẽ ủ bằng cái khăn mình, nó hơi ướt ướt cả nhà. Đây Trang đã bầm hết mấy cái rau củ cải này ra hết nhỏ gì này cả nhà. Làm cái này mệt cái là bầm mấy cái này nè. Nhưng mà đem ra sấy thì Trang thấy nó mịn quá, nó làm Trang bầm cả nhà. Đó, thì giờ này Trang còn miếng thịt hôm trước Trang mua nhiều lắm, nhưng mà Trang có làm bánh bao rồi đó, nãy Trang nói đó. Đó thì bây giờ còn dư miếng thịt, quan trọng là có nhiều củ cải rau này nè, nó rất là thơm và ngọt nè, của cải nè, của hành nữa, nên là mình không có cần phải để thịt nhiều đâu cả nhà. Trang sắc vào thêm một ít, đây là cái cọng ngò rí, nhà Trang chỉ còn có bao nhiêu thôi cả nhà. Cả nhà có thể bỏ hành vô với ngò rí, đó, bỏ tiêu, bỏ muối, bỏ tí đường và dầu hào và bột nêm vào cả nhà ha. Mình nêm nếm cho nó. Bây giờ thì Trang sẽ đi xào này cả nhà ơi. Bỏ này, bỏ hành tây với củ hành tím á, mình xào cho nó vàng cho nó thơm. Rồi xong rồi mình bỏ thịt với lại cà rốt với nấm vào thôi, rồi mình nêm nếm lại thôi cả nhà. Nó cũng dễ nêm nếm cho nó vừa ăn là ngon rồi. Mình khi cho nó thơm, thơm lên là được, rồi đừng để cho nó vàng khét đó, cũng không ngon cả nhà. Ủa xong quên để thịt rồi, nhưng mà cũng để vào cũng một lượt chứ lại cà rốt. Thịt cà rốt này nó mau chín. Thịt thì cũng xào sơ. Thịt này là Trang mua loại họ sấy sẵn á cả nhà, họ sấy cho mình luôn á. Cái thịt này Trang thấy họ làm họ có bỏ nêm nếm gì á mà nó vừa ăn rất là ngon. Trang sẽ bỏ vào đây một ít dầu hào cả nhà. Dầu hào thì ở bên này Trang hay có sử dụng dầu hào này nè. Đây nè, hiệu cái con gấu trúc đó cả nhà. Cái này Trang thấy nó ngon, chứ thường thường Trang mua ở bên tiệm Tây á, họ có bán nhưng mà không ngon, nó có mùi hôi không ngon mà. Cái hiệu thì Trang thấy được. Trang bỏ miếng muối, miếng tiêu vào, với chút xíu đường vào là được rồi cả nhà. Trang không có nêm bột nêm luôn, là tại vì có cà rốt là nó ngọt lắm. Cái gì này nó ngon lắm. Trang nêm vào ít đường. Xào cái gì chín rồi mình bỏ vào trong cái bánh bao của mình. Mình chỉ hấp bánh bao cho nó chín thôi là xong rồi. Hấp vừa nhanh mà lại bánh là vừa ngon nữa. Nói Trang làm theo kiểu này và cái những cái nguyên liệu như vậy nè, thì Trang thấy là gia đình Trang là hai đứa nhỏ ăn rất là thích, ông xã Trang thích luôn. Hai đứa nhỏ là thường là không có thích ăn bánh bao mà nhân thịt đâu. Trang làm chỉ cút được Trang bỏ vào là không thích đâu. Nói mà đòi ăn bánh bao mà bánh bao không mà hoặc là bánh bao ngọt không mà. Mà từ ngày Trang làm kiểu này nè, Trang thấy hai đứa nhỏ nó ăn quá trời luôn. Bữa trước rồi Trang làm mà cái bánh nó không có được nở nha, nhưng mà Trang làm với thịt này nè nó ngon á. Để số em là nó ăn 3-4 cái luôn á. Đây là cả nhà đang nghe nhạc Việt Nam.
Dành cho xoay đang nghe nhà Việt Nam. Cả nhà thấy nó 1 kg nó bao nhiêu này nè. Mà Trang đã ủ từ hồi sáng tới bây giờ. Trang ủ từ 10 giờ, bây giờ là 5 tới giờ rồi. Giờ cho bắt đầu làm. Đó, bây giờ Trang sẽ nhồi bột lại. Trang chia bột ra và làm bánh bao cả nhà. Bây giờ Trang bắt ra, Trang cán ba bột và Trang bỏ nhân vào và mình gấp nó lại thôi cả nhà. Gấp bánh thì bánh bao Trang không có làm thường xuyên nên là Trang cũng hơi gấp không có khéo lắm cả nhà nên là cứ gấp đại. Nhà Trang thì gấp bánh Trang thường làm nhỏ nhỏ mà mấy con nhỏ nhỏ trong xã Trang không thích ăn lắm, mấy con bánh nhỏ nhỏ vậy nè. Đây là cả nhà nhìn thấy bánh bao ngon không? Sẽ nó xốp và trắng, các nhà thấy không? Đây Trang làm bằng bột mì đa dụng mà Trang trộn với lại bột gạo đó các nhà. À, nó xốp nè, xốp và trắng rất là ngon luôn. Đây là cả nhà, bây giờ Trang đang làm bánh canh, Trang sẽ làm bánh canh xào nha cả nhà. Thì bánh bao thì Trang đã làm bánh bao mặn xong rồi, giờ Trang đang hấp bánh bao ngọt. Bánh bao này trong này có Nutella nè. Đó, với bánh dừa, dừa với Nutella. Hôm nay Trang làm chắc cũng khoảng gần 40 cái bánh nha. Thì bánh canh thì Trang xào với lại cái sốt cũng giống như hôm trước Trang làm để mà xào mì đó cả nhà. Đó, Trang để vào đây bột niêm nè, với lại dầu hào nè, rồi nước tương này kia đó. Trang trộn rồi Trang xào với lại rau củ như vậy nè. Rồi xong rồi mình xào với lại muốn ăn gì thì mình để đó, muốn thịt bò hoặc là thịt gà hoặc là tôm, cái gì cũng được hết á. Khi mà Trang xào cái món này á, thì số em với ông xã Trang rất là thích luôn. Còn Y Đèn á, thì thích bánh canh mà món súp cả nhà. Đó, còn bánh canh xào này giống như là u đông á, mì u đông á, rất là ngon luôn cả nhà. Nè cả nhà, Trang đã làm xong rồi nè, bao nhiêu bánh bao nè. Bánh bao này là bánh bao, Ê Đèn có ăn bánh bao này không? Bánh bao này không có thịt nè. Mà chỉ có bánh bao không mà, không có gì hết trơn. Ăn thử cái bánh bao có thịt đi. Nè. Nè. Ăn đi lê bánh bao xíu đó. Cái cả nhà. Không mời ông bà cô chú nè. Ê Đèn ăn đi con, đừng chơi nữa. Đây là cả nhà. Ngon lắm nha, cái bánh canh xào gì vậy nè, cả nhà thấy không? Ngon. Đây là bánh bao. Ngon cả nhà. Bánh bao nó làm nhỏ, vậy nó mới ngon. Cả nhà thấy không? Phật không, vỏ rất là mỏng. Thôi anh ăn dữ rồi. Xong hết Trang để vào trong đông đá đó nha. Ăn không hết. Ngon quá. Ngồi. Nó ngồi đó, nó nghe nó nói phải có con gái nó mới chịu. Còn con trai hát nó không chịu, nó nói có con gái nó ô. Tết đến rồi. Cái này cả nhà, Eden với lại Soen đang ngồi xem nhạc Tết, ngồi nghe nhạc Tết, nghe nhạc xuân cả nhà. Thích lắm. Con thích nghe nhạc xuân không? Con muốn bánh đó hả? Đâu con cai. Tết đến rồi. Đến rồi. Ngồi hát làm sao? Tết đến rồi. Giờ Trang đang quắn bao lại, bao mấy cái bánh bao lại cả nhà, rồi để vô trong đá. Tại vì làm rất là nhiều là sẽ ăn không hết. Vì vậy đó thì khi nào muốn ăn thì mình cứ đem ra ăn thôi. Cứ hâm lại cả nhà, hâm lại. Khỏi cần phải xả đá luôn, nếu mà muốn xả đá thì xả đá qua đêm trong tủ lạnh, còn không thì cứ hâm lại ăn. Bây giờ là Trang quắn là từ bây giờ nè. Trang quắn xong rồi Trang sẽ bỏ vào trong này nè cả nhà. Bỏ vào trong này.
Cái này thì Trang sẽ không có đi hút chân không. Chân không nó ôm dữ lắm nên là nó sẽ đè bẹp các bạn. Như vậy Trang định là từ đây tới mà đi nghỉ đi lên núi á, cả nhà lên núi chơi á, nếu mà còn bánh thì đem, còn không thì Trang làm cái khác, Trang làm bánh khác. Trang làm bánh nhỏ nhỏ không cả nhà, tại ông xã Trang thích ăn nhỏ nên là Trang làm nhỏ xíu. Mà làm nhỏ gì gọn dễ ăn. Tại bánh bao mà nguyên cái làm to quá ăn không hết rồi, bỏ uổng. Làm như vậy nè nó ngon. Nhỏ nhỏ, bánh nhỏ nhỏ. Vậy bỏ vào trong đây.